Trong những ngày vừa qua, không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với mưa phùn khiến cho nhiệt độ một số vùng núi cao tại các tỉnh phía Bắc xuống thấp, có nơi dưới âm 1 độ C, thậm chí có nơi dưới âm 9 độ C. Tại vùng núi cao Hà Giang, đợt rét đậm rét hại khiến nhiều nơi chìm trong giá rét, nhiệt độ phổ biến từ dưới 5 độ C và ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới âm 2 độ C. Và trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 1 thì băng tuyết tiếp tục xuất hiện trên các đỉnh núi cao. Tình trạng băng tuyết phủ kín cây cối tạo ra một vùng rộng lớn trắng xóa ở nhiều nơi. Trên các đỉnh núi cao thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, băng tuyết phủ trắng nhiều nơi suốt từ đêm mùng 7 tháng 1, rạng sáng mùng 8 tháng 1 đến sáng nay. Băng tuyết phủ kín các cành cây, ngọn cỏ, hoa màu kèm mưa phùn ảnh hưởng không nhỏ.